Đây là toàn bộ cái mô hình kinh doanh mà đã giúp tôi tăng doanh số lên gấp 5 lần trong vòng 3 năm vừa qua. Và tôi hy vọng là khi mà các bạn áp dụng được theo đúng cái mô hình này, nó cũng sẽ giúp cho các bạn tăng doanh số lên một cách ngoạn mục trong thời gian tới. Chào các bạn, tôi là bác sĩ Cao Xuân Ngọc, hiện là giảng viên của lớp laser thẩm mỹ tại khoa Dược của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi cũng là giám đốc của trung tâm đào tạo thẩm mỹ Dr. Ngọc. Thì cách đây 3 năm khi mà tôi mới ra trường ấy, thì cũng rất là giống như là nhiều người khác, tôi có cái máu rất là mong muốn kinh doanh. Và vì thế là khi mà tôi vừa mới ra trường thì tôi đã mở cái thẩm mỹ viện ngay đầu tiên. Khi mà tôi vừa mới ra trường, tôi vẫn nhớ cái thời điểm đấy là tháng 12 năm 2014. Và khi mà mình mở cái thẩm mỹ viện đầu tiên như thế ấy, thì lúc đấy mình cứ nghĩ là mình là một bác sĩ, mình có chuyên môn giỏi thì mình sẽ khi mà mở ra mình sẽ thành công, nhưng không phải. Sau một thời gian khi mà tôi bắt đầu tôi kinh doanh, tôi mới nhận thấy là mình giỏi không nó chưa đủ. Bởi vì khi mà mình giỏi nhưng mà không có khách hàng thì nó cũng không thể nào mà có doanh số được. Và sau tầm khoảng 1 năm kinh doanh thì tôi bị đóng cửa cái thẩm mỹ viện đầu tiên của mình. Và sau khi đóng cửa cái thẩm mỹ viện đầu tiên thì nó có rất là nhiều cái lý do ở cái thẩm mỹ viện đấy. Sau khi mà đóng cửa cái thẩm mỹ viện đầu tiên thì tôi tiếp tục tôi mở ra một cái cơ sở thứ hai. Cái cơ sở thứ hai khi mà tôi mở ra ấy, thì lúc đấy nó còn lớn hơn cả cái cơ sở đầu tiên. Và khi mà tôi mở cái cơ sở thứ hai thì lúc đấy nó bắt đầu là cái áp lực về doanh số nó bắt đầu nó tăng lên. Đặc biệt là cái tiền chi ra nó cao hơn rất là nhiều so với cái tiền thu vào. Và lúc đấy tôi bắt đầu bị bế tắc. Tôi biết là có rất là nhiều người các bạn đang xem cái video này ở đây cũng thế. Khi mà chúng ta đang bắt đầu kinh doanh, chúng ta cứ nghĩ là khi mà chúng ta có chuyên môn không là chúng ta có thể là kinh doanh thành công rồi, nhưng mà thực ra nó không phải. Giống như tôi ngày trước ấy. Và tại thời điểm đấy thì tôi vô cùng bế tắc và tôi không biết làm thế nào cả, không biết làm cách xử lý như nào. Và tôi bắt đầu tôi đi tìm hiểu và một số người mới chia sẻ tôi là mày phải quảng cáo đi, mày phải làm marketing đi. Và lúc đấy thì tôi cũng có thuê một đội chạy quảng cáo và làm marketing. Và khi tôi thuê cái đội quảng cáo làm marketing như thế thì lúc đấy tôi không hề biết marketing nó là gì cả, mà chỉ là tôi đi thuê một cái đội nó chạy quảng cáo marketing thôi. Và cái đội đấy nó sẽ bảo là em chạy quảng cáo cho rất nhiều những cái thẩm mỹ viện lớn rồi nên anh cứ yên tâm đi. Và lúc đấy là tôi đưa ra một cái chiến lược. Thực ra tôi cũng không biết nó là cái chiến lược như thế nào, nhưng mà tôi thấy có một cái cơ sở khác người ta chạy quảng cáo như thế và tôi bảo là mày chạy quảng cáo cho tao y như thế đi. Và sau đó tôi vẫn nhớ là cái chương trình quảng cáo đấy là tôi chạy quảng cáo miễn phí 2 buổi về điều trị nám. Với mục tiêu là khi mà đến cơ sở của mình thì tôi sẽ chốt sale tại cơ sở của mình. Và sau khi mà tôi chạy cái chương trình quảng cáo đấy, tôi vẫn nhớ nó hết 21.500.000 gì đấy, tầm khoảng đấy. Có 3 khách hàng đến. Và khi mà 3 khách hàng đến, khi mà tôi bỏ một số lượng tiền rất lớn như thế, nhưng mà chỉ có 3 khách hàng đến thôi. Và khi 3 khách hàng đến ấy, tôi không chốt được cái khách hàng nào cả. Và mất toàn bộ cái số tiền ngành marketing đấy, chạy quảng cáo đấy. Và như thế là cái gánh nặng về cái tiền thuê nhà, tiền nhân viên và bây giờ thêm một cái khoản gánh nặng đấy. Và lúc đấy tôi cảm thấy là càng bế tắc hơn, bởi vì rõ ràng là tôi không biết cái vấn đề nó xảy ra ở chỗ nào. Có thể là marketing nhưng tôi vẫn chạy quảng cáo rồi, nhưng mà tại sao nó không có hiệu quả. Và lúc đấy thì tôi bắt đầu tôi quyết định tôi tìm hiểu và tôi đi tham gia một cái khóa học về kinh doanh. Và tại thời điểm đấy thì tôi có tham gia vào một cái chương trình kinh doanh trong vòng 1 năm của thầy của tôi, thầy Phạm Thành Long. Tại cái thời điểm đấy thì cái số tiền mà tôi bỏ ra để đi học nó rất là lớn. Tôi biết là nó lớn, vô cùng lớn với tôi và cũng có thể là lớn với một số các anh chị đang học ở đây. Và khi lúc đấy thì tôi cũng một người bác sĩ mới ra trường mà. Tôi không có một cái tư duy về gì về kinh doanh cả, đặc biệt là trong 6 năm học ở Đại học Y Hà Nội thì tất cả những kiến thức của tôi học được nó đều là chuyên môn cả. Tôi chỉ được học về cách điều trị bệnh chứ tôi không được học một cái gì về kinh doanh cả. Và khi mà tôi tham gia cái khóa học đấy thì tôi cũng không hề hiểu cái gì cả. Nhưng có một điều là tôi làm thôi. Bất kể một cái gì mà ông thầy ông nói tôi làm là tôi đều làm hết, không bỏ qua một cái gì cả. Có những cái sau khi tôi làm nó có hiệu quả nhưng có những cái nó chả hiệu quả gì cả. Và trong vòng tầm 1 năm đầu tiên thì gần như là cái cơ sở của tôi nó tiếp tục nó suy sụp tiếp tục. Bởi vì khi mà tôi bắt đầu tôi làm, tôi áp dụng nhưng mà nó không hề hiệu quả ngay lần đầu tiên gì cả. Sau đó thì sau 1 năm nữa thì tôi tiếp tục tôi đóng cái cửa cái cơ sở thứ hai của mình. Và lúc đấy thì tôi bắt đầu tôi đi làm thuê và tôi quay lại cái cơ sở thứ hai thì nó còn liên quan đến một số cổ đông nữa. Và lúc đấy tôi quyết định tôi đóng cửa cái cơ sở đấy. Và lúc đấy tôi bắt đầu tôi mở một cơ sở nó rất là bé thôi. Nó nằm ở trên tầng 2 của một cái tòa nhà rất là nhỏ. Và lúc đấy tôi bắt đầu tôi áp dụng lại tất cả những kiến thức ngày xưa, những cái mà tôi đã học. Và lúc đấy nó bắt đầu nó mới hiệu quả. Và cho đến thời điểm hiện tại, ngay tại lúc này đây, thực ra nó cách đây tầm khoảng cỡ 1-2 tuần, tôi vẫn chưa hình dung được cái mô hình kinh doanh đó là như thế nào. Và bây giờ tôi bắt đầu nhìn lại, tôi lôi tất cả những quyển sách ngày xưa tôi đi học và tôi xem tất cả mô hình kinh doanh và tôi bắt đầu tôi nhìn thấy nó sẽ có một cái mô hình tổng thể như thế. Và khi mà các bạn làm từng bước của toàn bộ cái mô hình tổng thể như thế thì chắc chắn bạn sẽ thành công.
Và tôi biết rằng có rất là nhiều người trong số các bạn ở đây, các bạn đang còn xem video này, các bạn cũng đang rất là bế tắc trong cái công việc kinh doanh của mình. Vì thế là tôi sẽ quyết định quay cái video này để một phần nào đấy có thể là giải quyết cho bạn, ít nhất là có thể giúp cho bạn biết là cái con đường chúng ta đi nó sẽ là như thế nào. Còn cái việc các bạn đi nhanh hay đi chậm đó là do ở các bạn, và chúng ta cố gắng đi càng nhanh càng tốt. Hy vọng là sau cái bài chia sẻ ngày hôm nay thì các bạn có thể là làm cứ phải làm thôi, đừng có tin vào những gì tôi nói mà hãy tin vào cái trải nghiệm của các bạn. Bởi vì tất cả những cái gì tôi làm nó là hiệu quả đối với tôi, nhưng chưa chắc nó đã là hiệu quả với các bạn. Nó giống như là ngày xưa khi mà ông thầy ông dạy cho tôi, tất cả những kiến thức đấy là ông thầy ông hiệu quả, nhưng mà khi mà áp dụng cho tôi thì nó chỉ có một số những cái có kết quả đối với tôi, và tôi chắt lọc trong cái lĩnh vực spa này. Và cái mấu chốt khi mà chúng ta bước vào kinh doanh ấy, bất kể một cái lĩnh vực nào, và đặc biệt là trong cái lĩnh vực về spa và trong kinh doanh về lĩnh vực spa thẩm mỹ viện này ấy, thì cái mấu chốt, cái cốt lõi của nó là gì khi mà chúng ta kinh doanh? Nó là cái data. Bắt buộc khi mà chúng ta kinh doanh nó sẽ phải có một cái data khách hàng, hay là chúng ta gọi là data khách hàng tiềm năng. Đây chính là cái mấu chốt của nó. Và chúng ta phải có được cái data khách hàng này. Cái data khách hàng này nó có thể là số điện thoại hay là email, thì đây chính là cái data khách hàng tiềm năng của chúng ta. Và làm sao để mà chúng ta có cái số điện thoại và email này? Nhưng mà cái đầu tiên chúng ta phải biết chắc chắn được là khách hàng của mình là ai cái đã. Khách hàng của mình là ai? Tức là cái khách hàng tiềm năng của mình là ai, rồi chúng ta mới đi tìm. Vì rất là nhiều người, các cơ sở spa này, đặc biệt là một số các học viên của tôi, khi mà tôi hỏi khách hàng tiềm năng của bạn là ai, không biết, là phụ nữ ở Việt Nam quá là nhiều. Và chúng ta cố gắng chúng ta tìm cho chính xác cái khách hàng của mình là ai, sau đấy chúng ta mới biết được cái data khách hàng của này của mình. Ví dụ như khách hàng tiềm năng của tôi là gì? Là các chủ spa, bởi vì tôi đi đào tạo, tôi cũng có spa mà. Và khi mà trong cái cơ sở spa của tôi ấy, thì tôi tập trung vào cái lĩnh vực chính của nó là trẻ hóa da. Và khách hàng của tôi là gì? Là những người tầm khoảng 30 đến 40 tuổi. Và bởi vì những cái lĩnh vực trẻ hóa da của tôi ấy, là những cái lĩnh vực mà nó cái chi phí nó khá là cao, nên nó phải rơi tầm khoảng 30 cho đến 40 tuổi. Bởi vì những người trẻ hơn ấy, thì người ta sẽ cái khả năng chi trả người ta ít hơn. 30 cho đến 50 tuổi thì đúng hơn, không phải là 40 tuổi. Người ta sẽ tập trung ở hai vùng, đó là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Và người ta có sẽ nhu cầu trẻ hóa da. Một cái nữa là những người mà đấy là người ta thường có thu nhập cao, và những người có thu nhập cao thì người ta thích những cái sản phẩm, ví dụ như là một số những mỹ phẩm cái cao cấp này, hay người ta sử dụng những dạng iPhone đắt tiền, ví dụ như iPhone X hay là một số cái Sony hay là Samsung mà S10 chẳng hạn. Thì đấy là những cái mà tôi biết được cái nhận diện khách hàng của tôi là ai. Và đầu tiên là chúng ta sẽ phải xác định cái chúng ta phải biết được cái khách hàng tiềm năng của mình là ai cái đã. Chúng ta phải có khách hàng tiềm năng của mình là ai. Và khi mà chúng ta muốn xác định được khách hàng tiềm năng của mình là ai ấy, thì chúng ta sẽ phải tập trung vào, chúng ta phải biết được cái dịch vụ chúng ta cung cấp là gì. Nên là khi mà một số học viên của tôi, khi mà tôi trong các khóa học, khi mà các bạn kinh doanh ấy, thì tôi sẽ thường hướng cho bạn là chúng ta cố gắng tập trung vào một thứ thôi. Khi mà chúng ta kinh doanh, chúng ta chỉ tập trung vào một thứ, chúng ta đi sâu về nó, thì lúc đấy chúng ta sẽ dễ dàng để nhận biết khách hàng tiềm năng của mình. Các bạn có thể là chuyên gia trong điều trị mụn, một cơ sở spa chuyên tập trung điều trị mụn, hoặc một cơ sở spa chuyên tập trung trong điều trị nám, hay một cơ sở spa tập trung trong điều trị giảm béo. Thì đấy, khi mà chúng ta biết được những vấn đề đấy, chúng ta sẽ biết được khách hàng tiềm năng của mình là ai. Và khi mà chúng ta biết được khách hàng tiềm năng của mình là ai rồi, sau đó chúng ta sẽ phải xem là người ta đang còn gặp vấn đề gì. Bởi vì khi mà chúng ta biết được khách hàng tiềm năng của ta là ai, chúng ta sẽ phải có được họ ở trong cái data này. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta sẽ có khách hàng tiềm năng chúng ta là những người mà đang còn béo, đúng không ạ? Và chúng ta tập trung vào lĩnh vực giảm béo, thì chúng ta phải biết được khách hàng tiềm năng của mình là ai, là những người mà đang còn bị béo. Và thường những người bị béo ấy, là những người mà sau khi sinh tầm khoảng 2 năm xong thì những người đấy thường là bị béo. Và chúng ta có thể là target vào những đối tượng như thế. Hoặc là khi mà chúng ta biết được những khách hàng tiềm năng của chúng ta là ai rồi ấy, sau đó thì chúng ta phải xem là người ta đang gặp phải cái vấn đề gì. Cái vấn đề gì người ta đang gặp phải. Và khi mà chúng ta giải quyết được cái vấn đề cho người ta ấy, thì người ta bắt đầu người ta tin mình. Và lúc này chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm những cái vấn đề của người ta. Chẳng hạn như là khi mà tôi bắt đầu kinh doanh vào lĩnh vực về đào tạo các cơ sở spa, thì tôi biết là một số các cơ sở spa người ta sẽ gặp có cái vấn đề. Ví dụ như người ta không biết mua máy móc gì cả. Người ta không biết là khi mà mở spa thì cần những cái bằng cấp gì, hay là người ta không biết về cái chuyên môn khi mà người ta đào tạo điều trị tại cơ sở, hay là ngay cả những cái vấn đề về marketing, về kinh doanh người ta cũng không biết. Và lúc đấy là tôi biết được là đấy chính là cái vấn đề của các khách hàng tiềm năng của mình là ai. Và là lúc đấy tôi bắt đầu đi tìm từng bước một để tôi giải quyết tất cả những cái vấn đề mà khách hàng đang gặp phải. Và khi người ta đi tìm những cái vấn đề đấy, chẳng hạn như các bạn có thể là lên trên YouTube, các bạn sẽ tìm là mở spa thì cần chuẩn bị những bằng cấp gì. Và khi các bạn gõ lên trên đấy, các bạn sẽ ra cái video, nó chính là video của tôi. Và đấy là cái video để tôi giải quyết cái vấn đề của các bạn.
Và đầu tiên là chúng ta sẽ biết được cái khách hàng tiềm năng của mình là ai. Sau đó thì các khách hàng đấy đang gặp vấn đề gì. Và khi mà chúng ta biết được khách hàng đang gặp vấn đề gì thì chúng ta sẽ có những cách để mà chúng ta giải quyết cho người ta. Và khi mà chúng ta giải quyết được cái vấn đề của khách hàng rồi ấy, thì lúc đấy người ta bắt đầu người ta tin mình. Và cái tiếp theo nữa là cái khách hàng đấy người ta đang nằm ở chỗ nào, đang nằm ở chỗ nào, ở đâu. Thì lúc đấy khi mà chúng ta biết được khách hàng đang ở đâu, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta xuất hiện ở đấy, chúng ta sẽ đi tìm. Bởi vì thế mà chúng ta sẽ có là rất là nhiều những cái kênh để mà chúng ta làm marketing. Và marketing chúng ta có thể là marketing trên Facebook, đúng không ạ? Chúng ta có thể marketing trên YouTube, chúng ta có thể là marketing trên Google, hay là những cái buổi hội thảo, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta phải biết được khách hàng tiềm năng của chúng ta ở đâu thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đi đến đấy để chúng ta tìm. Ví dụ như là, và khi mà các bạn kinh doanh, các bạn nên nhớ là chúng ta nên làm đa kênh. Bất kể các kênh nào chúng ta cũng sẽ làm. Khách hàng chúng ta ở đâu thì chúng ta sẽ làm ở đấy. À, tránh trường hợp là khi mà chúng ta làm một kênh mà cái kênh đấy nó mất một cái là toàn bộ cái khách hàng tiềm năng của chúng ta nó sẽ bị mất theo. Thế thì nếu như mà các bạn, chẳng hạn như nếu như là các bạn mà khách hàng các bạn một cơ sở spa, các bạn làm về điều trị mụn, đúng không ạ? Chuyên điều trị mụn cho sinh viên. Thế thì khách hàng tiềm năng của bạn chính là ở những cái trường đại học. Và chúng ta sẽ có thể là tổ chức những buổi hội thảo ở tại những trường đại học đấy để chia sẻ về cái kinh nghiệm trong điều trị mụn. Chúng ta có thể là chia sẻ về kinh nghiệm trong cái việc mà chăm sóc da mụn chẳng hạn. Thì đấy là khi mà chúng ta xuất hiện trước cái khách hàng tiềm năng của chúng ta và chúng ta sẽ lấy được những khách hàng tiềm năng ở đấy. Và khi tại những buổi đấy chúng ta có thể là xin số điện thoại hay là email của khách hàng của chúng ta. Và chúng ta từ những cái khách hàng tiềm năng đấy nó sẽ đến từ những buổi hội thảo, đúng không ạ? Và nó có một cái nữa là để làm sao chúng ta lấy được cái data khách hàng tiềm năng này, số điện thoại hay là email này. Thì chúng ta muốn lấy được những cái đấy, nhưng mà khi mà chúng ta lấy, có những người người ta sẽ cho chúng ta số điện thoại và email, nhưng có những người người ta không đồng ý người ta cho. Thế thì chúng ta sẽ phải có một cái gì đấy là chúng ta đánh đổi. Tôi cho anh cái này, anh cho tôi cái kia. Và bởi vì thế tại sao mà khi ngày xưa tôi đi học ấy, là ông thầy ông bảo tôi là phải viết sách đi. Bởi vì cái quyển sách chính là cái để mà tôi có thể là đánh đổi cái data khách hàng của các bạn. Ví dụ như là tôi sẽ có một quyển sách về laser, đúng không ạ? Và quyển sách này là tôi viết nhưng tôi không hề bán. Và nếu như các bạn muốn lấy quyển sách đấy của tôi thì các bạn có thấy đúng không ạ? Nếu như các bạn muốn lấy quyển sách của tôi thì chắc chắn các bạn sẽ phải để lại số điện thoại và email cho tôi. Thì tôi mới gửi quyển sách đấy, và quyển sách đấy nó là dạng PDF thì lúc đấy tôi mới gửi quyển sách đấy. Hay tôi có một quyển sách về PAP, đúng không ạ? Thì khi mà các bạn muốn nhận sẵn quyển sách đấy của tôi thì các bạn cũng phải để lại quyển sách cho tôi. À, các bạn sẽ phải để số điện thoại và email. Thì lúc đấy tôi sẽ gửi cái quyển sách đấy. Và tôi biết rằng khi mà các bạn nhận quyển sách laser, các bạn nhận cái quyển sách PAP thì chắc chắn là các bạn sẽ có nhu cầu gì ở trong cái lĩnh vực đấy. Thì đấy chính là khách hàng tiềm năng của tôi. Và lúc đấy tôi tặng cho bạn quyển sách và bạn tặng lại cho tôi một cái data, một cái danh sách. Nhưng mà vấn đề là khi mà bạn vào trong cái danh sách của tôi thì hàng ngày bạn cũng sẽ nhận được những cái lợi ích từ những cái kiến thức của tôi. Và biết đâu đấy một ngày các bạn cũng có thể là khách hàng của tôi. Thì tương tự như thế khi mà chúng ta làm cho các cơ sở, các khách hàng tại cơ sở spa của chúng ta. Và vì thế là tất cả các học viên của tôi khi mà về ấy, thì tôi bắt tất cả mọi người đều phải viết một quyển sách, đó là quyển sách về chăm sóc da. Và khi mà chúng ta sẽ có một quyển sách về chăm sóc da tại nhà ấy, thì chúng ta sẽ tặng cho khách hàng chúng ta tại nhà. Và lúc đấy khi chúng ta tặng một quyển sách, đúng không ạ? Và khách hàng người ta sẽ phải để lại chúng ta số điện thoại và email. Và lúc đấy chúng ta sẽ có data về khách hàng tiềm năng này. Thế thì khi mà chúng ta đến đây chẳng hạn, chúng ta có một cái, ví dụ như chúng ta tập trung vào điều trị mụn, chúng ta đến một cái trường đại học và chúng ta có một cái quyển sổ tay về về chăm sóc da mụn tại nhà. Và ngày hôm đấy chúng ta có thể mà có một cái buổi báo cáo như thế, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta chia sẻ cho mọi người đấy, và mọi người có thể là ngoài những kiến thức ngày hôm nay thì các bạn có thể là đọc thêm quyển sách của tôi. Và các bạn muốn lấy quyển sách của tôi thì các bạn có thể để lại số điện thoại và email thì tôi sẽ gửi lại cho các bạn. Và lúc đấy chúng ta sẽ có một cái data khách hàng tiềm năng. Hay là chúng ta cũng có thể là sẽ có những người đấy là từ những buổi hội thảo. Hay là nếu như mà những người mà chúng ta sẽ đánh vào những cái tệp mà giảm béo chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có thể là tìm đến những cái hội mà hội mẹ và bé chẳng hạn. Thì những cái hội đấy thì có thể là các bà mẹ thường người ta sẽ béo hơn và chúng ta sẽ đến đấy, chúng ta sẽ chia sẻ. Hội phụ nữ chẳng hạn, và chúng ta sẽ chia sẻ những kiến thức về giảm cân. Và sau đó thì khi mà người ta bắt đầu người ta có những vấn đề về béo ấy, thì người ta bắt đầu người ta quan tâm đến mình. Và chúng ta sẽ có một quyển sổ tay nhỏ nói về cái việc mà giảm cân tại nhà. Thì lúc đấy chúng ta sẽ đánh đổi cái việc mà người ta sẽ để lại cho mình số điện thoại hoặc email, và chúng ta sẽ tặng cho người ta một quyển sổ. Như thế là chúng ta sẽ có cái data này. Thì đấy là từ những cái buổi hội thảo. Hay là chúng ta sẽ có những cái kênh từ những cái kênh khác. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái kênh nữa là cái kênh này mọi người hay làm nhất, đúng là cái Facebook, đúng không ạ? Facebook. Thì đây là cái kênh mà chúng ta, Facebook thì nó có thể là trên Facebook cá nhân. Khi các bạn chia sẻ, các bạn có thấy là chúng ta chia sẻ rất là nhiều những thông tin trên trang cá nhân của chúng ta. Hay là nó có thể là một trang page. Page thì nó mới có thể chạy quảng cáo được. Nhưng mà cái Facebook trang cá nhân thì nó không chạy quảng cáo được. Bởi vì thế chúng ta có thể làm thêm một cái trang page nữa để chúng ta có thể chạy quảng cáo để kéo khách hàng tiềm năng về đây. Hay là nó sẽ có những cái group. Có thể là chúng ta tạo ra một cái cộng đồng group để mà cho nhiều người mà tham gia cái cộng đồng đấy. Và khi người ta tham gia cộng đồng đấy thì mình biết là, ví dụ như tôi tạo ra một cái cộng đồng group là câu lạc bộ laser thẩm mỹ Việt Nam, đúng không ạ? Thì tất cả những người mà có nhu cầu liên quan đến laser thì người ta mới vào trong đấy. Và lúc đấy thì tôi biết tất cả những người trong đấy chính là khách hàng tiềm năng của chúng ta. Thế thì các bạn có thể là tạo ra một cái cộng đồng, ví dụ như là giảm cân an toàn chẳng hạn.
Thế thì tất cả những ai mà người ta vào trong cộng đồng đấy thì chắc chắn là những người có nhu cầu về giảm béo. Và lúc đấy chúng ta là chủ của cái cộng đồng đấy, thì chính là chúng ta có một cái data khách hàng tiềm năng. Và đấy chính là rất là nhiều người người ta sẽ tạo ra các group như thế để chúng ta tìm, ví dụ như là tâm sự giao kéo, đúng không ạ? Thì trên những tâm sự giao kéo thì toàn những người có nhu cầu về phẫu thuật thẩm mỹ chẳng hạn. Thì đấy chính là cái để mà người ta tạo ra những cái cộng đồng, và chính là khách hàng tiềm năng nó nằm trong đấy. Hoặc là nếu như mà các bạn không tạo được thì các bạn cũng có thể là xuất hiện trên những cái cộng đồng đấy. Và khi các bạn xuất hiện trên cộng đồng đấy, các bạn sẽ chia sẻ những cái kiến thức của mình, thì lúc đấy thì người ta cũng bắt đầu người ta tin các bạn. Và lúc đấy khi mà các bạn tin các bạn rồi thì có thể là người ta sẽ đổ về đây. Các bạn cũng có thể là tôi có một quyển sách như thế này, hay tôi có một món quà như thế này, và các bạn có thể là lấy quyển sách đấy hay lấy món quà đấy. Thì lúc đấy chúng ta lại có cái data này. Hay là từ đấy là từ Facebook. Facebook thì chúng ta sẽ có là page, đúng không ạ? Chúng ta có là profile, chúng ta cũng sẽ có là group, rất là nhiều những cái mà ở trên Facebook. Hay là chúng ta sẽ có thêm một cái nữa là chúng ta có thể là tên cái YouTube, đúng không ạ? Tức là khách hàng của mình ở đâu thì chúng ta sẽ xuất hiện ở đấy. Khách hàng chúng ta ở trên Facebook thì chúng ta sẽ xuất hiện trên Facebook. Khách hàng chúng ta ở trên các cộng đồng offline thì chúng ta sẽ xuất hiện ở cộng đồng offline. Khách hàng chúng ta lên YouTube người ta sẽ tìm, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng sẽ xuất hiện ở trên YouTube. Ví dụ như bây giờ các bạn thử gõ cái từ huyết tương giàu tiểu cầu xem. Các bạn thử gõ từ điều trị nám. Các bạn thử gõ cái từ là sử dụng máy laser như thế nào. Các bạn có thể gõ cái từ là mở spa thì mua máy laser nào, hay là diode hay là IPL cái nào tốt hơn. Tất cả những cái đấy chính là vấn đề của các bạn. Và khi các bạn gõ những từ đấy thì nó sẽ xuất hiện Cao Trường Ngọc. Bởi vì tôi biết cái vấn đề của bạn, và lúc đấy thì tôi bắt đầu tôi sell cái kênh YouTube làm sao để khi bạn tìm ở trên đấy thì nó sẽ xuất hiện tôi. Hay là chúng ta có thể là ở trên website, đúng không ạ? Chúng ta có thể là thiết kế một cái website, và khi mà chúng ta có thể một cái website, chúng ta sẽ viết bài này, chúng ta chia sẻ ở đấy. Và vấn đề, những cái vấn đề của khách hàng tiềm năng này này, và khi người ta có vấn đề người ta bắt đầu người ta đi tìm, và khi người ta đi tìm ở trên YouTube thì người ta thấy, sau nó sẽ đổ về đây. Chúng ta sẽ có một cái đường link ở đây để đổ ở đây. Hay chúng ta có một cái đường link từ website, nó sẽ đổ về cái data này. Và từ website này chúng ta sẽ có những bài viết ở trên website, đúng không ạ? Chúng ta có thể là thiết kế, chúng ta viết bài hàng ngày trên đấy. Có thể là một cái đơn giản một cái blog, và chúng ta viết bài hàng ngày trên đấy. Và khi người ta lên Google người ta gõ, ví dụ như các bạn sẽ gõ cái từ là đèn út chẳng hạn, thì khi bạn gõ cái từ đèn út cái, nó sẽ xuất hiện lên cái trang Cao Trường Ngọc luôn. Và lúc đấy nó sẽ nhảy vào trong cái data, trong cái website của mình. Và sau đó nó cũng sẽ nhảy về cái data này. Thế thì cũng các bạn có thể là thiết kế những cái website cho chúng ta tại cơ sở spa của mình, để làm sao chúng ta chia sẻ những cái bài viết về chuyên môn điều trị mụn như thế nào, điều trị nám như thế nào, PRP là gì. Và lúc đấy khi mà khách hàng của chúng ta tại ở cái khu vực đấy, người ta gõ cái từ đấy thì nó bắt đầu nó nhảy vào trong web của chúng ta. Và khi vào trong web của chúng ta thì người ta bắt đầu, thì chính là cái data chúng ta đã có. Hay là chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ nữa, ví dụ như là chúng ta sẽ có Zalo, đúng không ạ? Hay là Instagram. Bất kể khách hàng của chúng ta ở đâu thì chúng ta sẽ xuất hiện ở đấy. Đây là tất cả những cái này. Và cuối cùng lại marketing là gì? Marketing nó chính là tạo ra một cái thị trường. Và ngày xưa khi mà tôi hiểu, tôi bị hiểu sai vấn đề nằm ở chỗ là ngày xưa tôi nghĩ marketing là chạy quảng cáo Facebook, nhưng thực ra nó không phải. Marketing nó lại là tạo ra một cái cộng đồng như thế này. Tức là nó là toàn bộ tổng thể của cái này mới là marketing, chứ không phải là chỉ mỗi chạy quảng cáo Facebook nó mà là marketing. Marketing là khi mà chúng ta tạo ra chúng ta một cái market, là nó một cái thị trường, một cái cộng đồng, hay là chúng ta sẽ tạo ra một cái cộng đồng như thế này, và chúng ta sẽ tìm toàn bộ ở tất cả khách hàng chúng ta ở đâu, chúng ta sẽ đưa về cái cộng đồng, cái thị trường chúng ta ở đấy. Thì đấy chính là cái mà chúng ta sẽ làm marketing, chứ không đơn giản, không phải giống như là ngày xưa khi mà tôi hiểu marketing chính là chạy quảng cáo. Và khi mà chúng ta vào đây rồi ấy, thì đấy là cái toàn bộ cái tổng thể như thế này. Và bây giờ cái cách làm các bạn là gì? Các bạn sẽ phải làm tất cả những cái này. Có thể cái nó sẽ có những cái nó sẽ phù hợp với các bạn, nhưng có cái nó không phù hợp, không sao cả. Cái nào phù hợp thì chúng ta làm, cái nào không phù hợp thì chúng ta không làm. Chẳng hạn như là chúng ta có thể là tổ chức cái buổi hội thảo, buổi tri ân khách hàng tại cơ sở của mình, buổi ra mắt một cái dịch vụ mới, thì đấy chính là cái mà chúng ta mời khách hàng đến, đúng không ạ? Thì đấy chính là tạo ra cái khách hàng tiềm năng ở đây. Hay chúng ta có thể là phát voucher, chúng ta có thể là liên kết với một cơ sở nào khác. Ví dụ như chúng ta có thể liên kết với một cái cửa hàng cắt tóc chẳng hạn, khi các bạn là chủ spa, các bạn có thể phát một cái voucher cho cửa hàng cắt tóc đấy. Và khi mà cái cửa khách hàng đến cắt tóc, người ta sẽ có cái voucher đấy, người ta đến với mình. Và có phải là đấy chính là cái khách hàng tiềm năng nó sẽ đến với chúng ta, đúng không ạ? Thì đấy là tất cả những cái gì mà chúng ta sẽ phải có một cái data khách hàng này. Và khi mà cái data này nó càng lớn thì lúc đấy kinh doanh chúng ta nó sẽ càng bền vững và càng thành công hơn. Nó giống như là tôi phải mất 3 năm. Tại sao bây giờ khi mà tôi bắt đầu tôi mới thành công được tầm khoảng cái năm thứ 3 này? Vì cái 2 năm đầu là giai đoạn mà tôi tập trung, tôi đẩy mạnh toàn bộ hai cái này. Nó không phải hai cái mà tôi đẩy mạnh tất cả những cái này lên. Ví dụ bây giờ tôi có kênh YouTube Dr. Ngọc, chính là cái mà các bạn đang xem ở đây. Tôi có cái website là caochuanngoc.com, tôi có là Facebook là Cao Trường Ngọc, tôi có page là Dr. Ngọc, tôi có rất là nhiều các group khác nhau. Group ví dụ như là câu lạc bộ laser thẩm mỹ, tôi có group là giảm cân hiệu quả.
một số cái group về điều trị nám chuyên sâu, tất cả những cái đấy nó đều nằm ở đây này, và tôi tạo ra những cái cộng đồng như thế. Hay là hội thảo thì tôi thường tổ chức hội thảo thường xuyên rất là nhiều, có thể là hội thảo cho tôi tổ chức, hoặc tôi có thể hợp tác với một đối tác nào đấy, miễn là có khách hàng tiềm năng ở đây, và lúc đấy chúng ta sẽ tạo ra hội thảo để chúng ta đưa khách hàng tiềm năng về đây. Và khi mà cái này chúng ta làm nó càng lớn dần này, thì lúc đấy cái data khách hàng tiềm năng nó sẽ bắt đầu nó sẽ lớn dần. Và khi mà chúng ta có cái data khách hàng tiềm năng này rồi ấy, thì lúc đấy chúng ta mới bắt đầu chuyển xuống cái giai đoạn tiếp theo. Thế thì cái giai đoạn này là gì? Cái giai đoạn này lúc này chúng ta mới bắt đầu là chúng ta bán hàng ở đây. Và để mà chúng ta chuyển từ khách hàng tiềm năng của chúng ta thành khách hàng, nó sẽ có một cái giai đoạn là từ khách hàng tiềm năng để chuyển xuống dưới này thành khách hàng ở dưới này. Khách hàng ở đây. Thế thì để mà trải qua cái giai đoạn từ khách hàng tiềm năng xuống khách hàng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải có một cái giai đoạn, đó là chúng ta phải bán hàng. Tức là chúng ta phải sale. Ở trên này chính là marketing, và chuyển từ đây xuống đây chính là cái giai đoạn mà sale, bán hàng. Và để mà chúng ta sale bán hàng, chúng ta phải có cái kịch bản để chúng ta bán hàng. Và chúng ta sẽ phải biết được là có tại sao mà khách hàng không mua hàng của mình. Thì khi mà chúng ta biết được những cái vấn đề mà tại sao khách hàng không mua hàng của chúng ta, có thể là người ta không mua hàng của mình bởi vì người ta không quan tâm đến cái sản phẩm của mình. Người ta không quan tâm đến cái dịch vụ của mình. Hoặc là người ta không mua hàng bởi vì người ta không có tiền. Hoặc là người ta không mua hàng bởi vì người ta không tin mình. Hoặc là người ta không mua hàng bởi vì người ta không tin cái phương pháp này nó có thể giúp cho người ta. Thế thì bây giờ chúng ta, khi mà chúng ta muốn bán hàng được, chúng ta sẽ phải xem là các vấn đề của khách hàng, tại sao người ta không mua hàng của mình, và chúng ta sẽ giải quyết tất cả những cái này. Thì lúc đấy thì cái tỷ lệ mua hàng của khách hàng nó sẽ cao hơn. Ví dụ như là người ta không quan tâm đến dịch vụ của mình bởi vì người ta chưa biết nó là gì. Chẳng hạn như bây giờ khi mà chúng ta triển khai một dịch vụ mới, đó là dịch vụ PAP, bởi vì có rất là nhiều người ta không biết PAP là gì, và chúng ta lúc đấy chúng ta phải cho người ta biết là PAP là gì, những ứng dụng của nó như thế nào, tại sao nó lại có tác dụng hiệu quả, và hiệu quả đối với dịch vụ gì, nó so sánh với dịch vụ khác như thế nào. Thì lúc đấy các bạn sẽ có những cái bài viết ở đây, chúng ta sẽ tác động vào đây để cho người ta biết được là cái dịch vụ chúng ta là gì, cái PAP nó là gì, thì chúng ta sẽ phải có những cái bài viết nó sẽ đi vào đây. Hay là cái việc mà không có tiền thì chúng ta không thể giải quyết được, chúng ta sẽ chỉ làm cho khách hàng có tiền, chúng ta chỉ có cách là làm cho khách hàng không có nhu cầu và phát sinh nhu cầu, chứ không thể nào làm cho khách hàng mà không có tiền mà để mà có tiền để đi điều trị được. Có một số nơi mà người ta sẽ đánh vào cái này bằng cách là có thể hỗ trợ vay ngân hàng hoặc gì đấy, nhưng mà tôi khuyến khích là chúng ta không nên đánh vào cái chỗ này. Nếu như khách hàng không có tiền thì chúng ta có thể là đào theo một cái dịch vụ khác nó ít tiền hơn. Tiếp tục, chúng ta sẽ có cái lý do đầu tiên là khách hàng không quan tâm, thì chúng ta phải cho khách hàng biết là cái dịch vụ đấy là gì, tại sao nó có thể giúp đỡ được khách hàng. Sau đó thì khách hàng không tin mình, đúng không ạ? Tại sao người ta không tin mình? Bởi vì có thể là mình là mới đầu tiên, và người ta khi mà người ta không tin mình thì chúng ta sẽ phải cho người ta tin mình, và người ta muốn tin mình được thì bắt buộc mình phải trở thành chuyên gia. Và khi mà mình trở thành chuyên gia thì mình phải, ví dụ như người ta đang gặp tất cả những cái vấn đề này, đúng không ạ? Người ta khi mà người ta gặp vấn đề như thế và mình giải quyết được vấn đề cho người ta không biết là làm sao để mà giảm béo được, thì mình giải quyết được vấn đề đấy cho người ta, thì lúc đấy người ta tin mình. Người ta không biết làm sao để điều trị mụn, chúng ta có thể là đưa ra cái phương pháp, chúng ta có thể là giải thích cho người ta, chúng ta ngồi chúng ta tư vấn cho người ta, và người ta tin mình, thì lúc đấy thì người ta sẽ trở nên tin mình hơn. Hay là người ta sẽ không tin cái phương pháp này ấy, cái phương pháp này có thể điều trị được cho người ta, thì lúc đấy chúng ta sẽ phải giải thích cho người ta là tại sao cái phương pháp này nó có thể giải quyết được. Và chúng ta sẽ đi tất cả những cái này từng bước một. Và khi mà chúng ta giải quyết những cái này ấy, sau đó thì chúng ta sẽ, khi mà giải quyết toàn bộ cái này thì lúc đấy khách hàng mới mua hàng. Và để mà chúng ta giải quyết được, chúng ta sẽ phải có một cái kịch bản để mà chúng ta bán hàng. Thường ví dụ như là ở tôi sẽ có những kịch bản, nó có thể là 13 bước hay là 23 bước gì đấy, từng bước một để chúng ta có thể là giải quyết các vấn đề của khách hàng. Và trong đó nó có một bước cực kỳ quan trọng, đó là giải quyết sự từ chối của khách hàng. Tại sao khách hàng lại từ chối? Và khi mà chúng ta giải quyết được những sự từ chối đấy ấy, thì lúc đấy thì khách hàng sẽ mua hàng của chúng ta. Và sau đấy chúng ta lại gặp một vấn đề nữa là chúng ta có khả năng bán hàng được như thế, nhưng mà vấn đề là gì? Là một mình chúng ta thì không thể nào mà chúng ta nhân lên được. Lúc đấy chúng ta sẽ phải cần là nhân viên chúng ta bán cùng. Và chúng ta muốn có nhân viên bán cùng thì chúng ta sẽ phải có một cái kịch bản này. Và chúng ta có kịch bản để chúng ta sẽ đào tạo cho nhân viên để làm sao có kịch bản nó tốt nhất. Sau đó thì từ cái đoạn này chúng ta sẽ bán hàng xuống dưới này. Và cái lúc đấy khách hàng người ta sẽ bắt đầu mua hàng. Và giai đoạn đầu thì thường khách hàng chúng ta chỉ mua những cái dịch vụ nó ít tiền thôi, bởi vì người ta chưa tin tưởng mình lắm. Người ta có thể là chỉ bỏ ra một cái dịch vụ mua một cái sản phẩm ít tiền này thôi. Và khi mà người ta mua một cái sản phẩm ít tiền này đấy, và lúc đấy người ta bắt đầu người ta trải nghiệm và người ta thấy tốt quá, thì
thì lúc đấy khả năng người ta sẽ giới thiệu một khách hàng mới, hoặc người ta sẽ mua thêm chúng ta một cái dịch mới, dịch vụ mới như thế này, thì lúc đấy chúng ta chính là cái chiến lược upsell thêm. Và để mà làm sao tăng cái khả năng mua hàng ở đây thì lúc đấy bắt buộc chúng ta có thể là chuyên môn chúng ta rất là tốt, cơ sở vật chất chúng ta tốt, phục vụ chúng ta tốt, và lúc đấy chúng ta sẽ có một loạt những cái quy trình về cái việc chăm sóc khách hàng, rồi chúng ta sẽ có làm chào đón khách hàng như thế nào, gửi giữ xe như thế nào, về gọi điện chăm sóc khách hàng như thế nào, hay là chúng ta sẽ có một loạt những cái chuyên môn làm sao cho điều trị nó hiệu quả nhất. Thì đấy là những cái mà để cho khách hàng từ cái mua hàng lần đầu tiên và khách hàng đến mua lại hàng lần thứ hai của chúng ta. Và cái quan trọng nhất là làm sao cho khách hàng mua lại một lần. Vì khi mà chúng ta bán hàng cho một khách hàng cũ ấy, nó sẽ dễ hơn rất là nhiều so với tìm một khách hàng mới ở trên này. Và khi mà chúng ta biết chúng ta bán được cho khách hàng một lần, chúng ta có thể là bán thêm một cái dịch vụ mới, hoặc chúng ta có thể là bán thêm một cái sản phẩm mới ở đây nữa. Và khi mà chúng ta bán thêm một sản phẩm mới rồi, bắt đầu khách hàng người ta sẽ mua lần thứ hai, lần thứ ba rồi. Và lúc đấy thì chúng ta sẽ từ một cái ở trên này nó là khách hàng tiềm năng, và đây xuống trên này chúng ta sẽ có một khách hàng, và đây là khách hàng bắt đầu mua lại chúng ta rồi. Và khi mà khách hàng bắt đầu mua lại 2 lần, 3 lần, 4 lần ấy, thì lúc đấy thì khách hàng đấy người ta sẽ bắt đầu trở thành những cái người là gọi là người ủng hộ chúng ta. Và lúc đấy gần như là khi mà chúng ta bán cái gì người ta cũng sẽ mua chúng ta ở cái đấy. Thì lúc đấy là gần như đấy một cái phân khúc khách hàng người ta sẽ cao cấp hơn so với những cái này. Và chúng ta sẽ phải có cái chế độ làm sao để mà chăm sóc những khách hàng này nó sẽ tốt hơn. Bởi vì lúc này người ta bắt đầu bất kể một cái gì mình ra một dịch vụ mới người ta sẽ đều mua. Và cao cấp hơn một cái này, một cái nữa là khi mà chúng thế này ấy, thì có những khách hàng người ta gọi là raving fan của mình, tức nó giống như là fan cuồng của mình ấy. Và lúc này thì người ta sẵn sàng người ta giới thiệu cho mình mà không cần một lý do gì hết, miễn bởi vì người ta biết là người ta nhưng mà làm sao mà chúng ta phải có một cái chiến lược làm sao để cho khách hàng người ta tạo ra được cái khách hàng trở thành raving fan. Thế thì đây là chúng ta sẽ xem lại một cái quá trình tổng thể của khi mà chúng ta bước vào trong lĩnh vực kinh doanh. Đầu tiên là chúng ta phải có cái data khách hàng tiềm năng, nó bằng cách là chúng ta phải có cái marketing ở trên này. Sau đó thì từ marketing này chúng ta sẽ có data khách hàng tiềm năng ở đây. Và từ data khách hàng tiềm năng ở đây chúng ta sẽ phải có một cái quá trình sale bán hàng, và có kịch bản bán hàng, kịch bản xử lý sự từ chối ở đây, để chúng ta chuyển từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng. Rồi từ khách hàng này chúng ta sẽ có một loạt những cái chăm sóc khách hàng ở đây, gọi điện chăm sóc khách hàng, rồi tiếp đón khách hàng, rồi chuyên môn của chúng ta nó sẽ nằm ở đây. Và từ khách hàng này người ta sẽ mua thêm một dịch vụ mới, thì lúc đấy bắt đầu tạo ra những cái khách hàng thường xuyên hơn, rồi bắt đầu đến khách hàng ủng hộ chúng ta hay là tạo ra những fan, và chúng ta sẽ phải xử lý tất cả những cái này. Thế thì khi mà các bạn tôi biết là có rất là nhiều người khi mà chúng ta đi học về những cái lớp về kinh doanh hay là lớp về marketing chẳng hạn, thường chúng ta khi mà chúng ta đi học chúng ta chỉ học mỗi một cái chỗ này, hay chúng ta chỉ học mỗi về cách tạo về YouTube, hay chúng ta chỉ học mỗi về cách Facebook. Nhưng mà khi mà chúng ta như thế nó chỉ là một mẩu rất là nhỏ thôi. Đặc biệt các bạn hãy hình dung như thế này, nếu như chúng ta chỉ có mỗi về Facebook không thôi, đúng không ạ? Và bây giờ chẳng hạn như cái bây giờ Facebook nó giảm tương tác cái, và tự dưng ngày xưa khi mà chúng ta có một bài livestream nó có thể lên đến 1.000 người xem, nhưng bây giờ mỗi một bài livestream nó chỉ có 30-40 người xem, và tự dưng là cái data này nó bị giảm đi, đúng không ạ? Thế thì tự dưng khách hàng chúng ta sẽ bị giảm đi. Thế thì cái khi mà chúng ta kinh doanh ấy, chúng ta phải hiểu nó là một cái mô hình như thế này, chứ không phải là một cái marketing, nó không phải là Facebook hay là không phải là YouTube hay là một cái nào đấy, mà chúng ta sẽ phải làm tất cả những cái này. Và đặc biệt là khi mà chúng ta làm tất cả những cái này này, và chúng ta sẽ liên kết tất cả cái này với nhau, và chúng ta chuyển cái data khách hàng từ Facebook sang YouTube sang website, và chúng ta giữ nó ở khắp nơi như thế, thì khi mà cái Facebook này nó giảm tương tác thì ở trên này nó vẫn còn tương tác. Chẳng hạn như là khi mà tôi có một cái data khách hàng ở trên YouTube chẳng hạn, và khi mà cái data khách hàng trên YouTube này này, ở trên Facebook tôi có một cái data khách hàng trên Facebook, tôi có rơi tầm khoảng cỡ 11.000 người. Thế thì tôi làm một cái video trên YouTube và tôi chia sẻ cái video trên YouTube về Facebook, và khi mà chia sẻ video trên YouTube về Facebook đó, thì tất cả những người từ Facebook này người ta sẽ đăng ký sang kênh YouTube, và người ta sẽ chuyển cái data từ Facebook sang bên này. Tương tự thì tôi cũng có thể là chia sẻ một cái bài viết từ trên web sang Facebook thì nó cũng sẽ chuyển cái data sang bên này. Rồi tương tự website trên YouTube rồi sang bên này, và chúng ta sẽ link tất cả lại cái này với nhau. Và lúc đấy là chỉ cần một cái data này thôi, và chúng ta sẽ lưu hết toàn bộ cái này. Và quan trọng là khi mà chúng ta lưu vào cái số điện thoại với email, chúng ta sẽ giữ mãi trong máy chúng ta, đúng không ạ? Và lúc đấy khi mà Facebook có chết chả sao cả, khi Facebook chết chúng ta vẫn còn YouTube, bởi vì chúng ta sẽ có cái data này, nó cũng sẽ nhảy sang bên này luôn, nó cũng nhảy sang website này luôn. Và lúc đấy chúng ta có thể làm thêm một cái Facebook mới, hoặc là ngay cả bây giờ mà nó có một cái mạng xã hội mới chẳng hạn, ví dụ bây giờ mới xuất hiện một mạng xã hội gì đấy, thì thường khi một mạng xã hội mới chúng ta sẽ đăng ký tài khoản nó bằng cách là sử dụng số điện thoại và email, đúng không ạ? Và chúng ta đã có cái data này rồi, và chúng ta target thẳng trực tiếp vào cái data đấy luôn. Hoặc chúng ta tạo ra một tài khoản mới, chúng ta gửi cái link tài khoản đấy vào Facebook, vào YouTube, vào website, và tất cả data này nó sẽ nhảy về đấy. Và đấy chính là cái cách mà chúng ta sẽ lưu data của chúng ta ở khắp nơi như thế. Thì đấy là cái đầu tiên, là chúng ta phải có tạo ra một cái hệ thống data như này, và cái này là cái quan trọng nhất của chúng ta. Thế thì có những người mà khi mà chúng ta có data sẵn rồi, và lúc đấy chúng ta đi học, chúng ta chỉ cần thay đổi một chút xíu chỗ này thôi, chúng ta có kịch bản
bán hàng cái là ok, tăng tỷ lệ chốt sale liền. Chúng ta có thể là có cái kịch bản này thôi, chúng ta có thể chỉ cần thay đổi một chút ở chỗ này về cách kỹ thuật, về kịch bản chăm sóc khách hàng thì sau này như thế nào, thì lúc đấy chúng ta có thể tăng cái khách hàng tiềm năng ở dưới này, tăng đây khách hàng ở dưới này, và lúc đấy chúng ta có thể tăng doanh số. Và bất kể một người, chúng ta có thể là tăng ở bất kể một cái địa vị trí nào của chúng ta. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn mà cơ sở mà mới mở ấy, thì cái quan trọng nhất vẫn là tạo ra cái data khách hàng tiềm năng này. Và khi mà bạn có trong tay data khách hàng tiềm năng này rồi ấy, thì các bạn kinh doanh bất kể một cái gì cũng được. Và đặc biệt khi mà xuống dưới này rồi ấy, các bạn có data này mà người ta bắt đầu người ta tin mình, đặc biệt đến cái chỗ mà khách hàng ủng hộ hay là raving fan này này, thì lúc đấy khi mà các bạn có thể bán bất kể một cái gì vào trong này, lúc đấy khi mà khách hàng người ta tin mình rồi, đúng không ạ? Chúng ta có thể là bán một liệu trình điều trị nám, chúng ta bán liệu trình trẻ hóa da, chúng ta có một công nghệ mới về, chúng ta có thể là bán, chúng ta có thể bán một cái mỹ phẩm, chúng ta bán bất kể một cái gì vào đây, bởi vì người ta đã tin mình rồi. Và lúc đấy khi mà chúng ta cái data này nó càng ngày càng lớn ấy, thì như thế chúng ta cứ hàng năm chúng ta chỉ cần chăm sóc cái này thôi, là lúc đấy nó sẽ tạo cho chúng ta một cái mô hình kinh doanh nó vô cùng bền vững. Thì đấy là toàn bộ cái mô hình kinh doanh mà tôi đang áp dụng tại thời điểm hiện tại. Thì hy vọng cái mô hình này nó cũng sẽ giúp cho các bạn làm sao phát triển cái hệ thống kinh doanh của mình. Ở cái video tiếp theo thì tôi sẽ giải quyết cho bạn từng cái một, tức là làm sao để mà chúng ta từ Facebook chuyển data như thế nào, làm sao từ YouTube hay làm sao từ website. Thì buổi tới thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Tôi sẽ cố gắng làm sao mỗi một tuần tôi sẽ có một cái video như thế này. Thường cái video này tôi sẽ đăng lên vào thứ năm hàng tuần. Một tuần tôi sẽ có hai video. Một video về chuyên môn tôi sẽ đăng vào thứ hai, và một video về cái kinh doanh, về cái mô hình của tôi là tôi chia sẻ lại cho bạn thôi, là tôi sẽ đăng vào thứ năm và thứ hai hàng tuần. Thì các bạn cũng có thể là đăng ký cái kênh YouTube này của tôi để chúng ta có thể cập nhật tất cả những kiến thức mới nhất từ tôi. Ok, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.